Đây là model cối tự hành 4 trắc, chạy âm ly đèn bên trong, có hai lò. Đây là model 74. Ok, qua thời gian mà nhìn cái này là cũng khá đẹp rồi, chạy tốc độ 71/2 nhé. Tháo những cái nắp này ra thì có thể tiếp cận được đầu từ, dùng cái vít nhỏ để tháo những cái này ra để mình dỡ được cái mặt nạ lên. Rồi, bây giờ tháo ra để cho anh em xem nhé. Đây anh em, đây là cối Tanbet 74 nè, 4 trắc nè. Sau khi mình tháo ra cái vỏ ra thì mình sẽ thấy được là hai cái lo toàn giải nằm bên trong ha, hai lo toàn giải cũng là ký hiệu là Tanbet luôn. Đây đó, có chữ rất là rõ đúng không, lo của hãng luôn, 3 ôm Tanbet hai bên thì nó đi vào một đường dây, xong rồi từ cầu lo bên này nó sẽ chuyển qua cầu lo bên kia. Ở đây họ sẽ đi 3 dây này, có thể là dùng chung một cái dây mát này và hai dây còn lại là dây lép dây rai, đơn giản. Rồi cái quan trọng là ở bên trong này đồ còn rất là đẹp. Đấy. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cái bóng em tháo ra sẵn nè, nó có cả luôn cái phần là chống nhiễu, cái chụp chống nhiễu ha. Đấy. Thì cái bóng của nó đây là cái bóng rì, thì nó là ECC83 của Siemens ở Đức, made in Germany. ECC83 rất là đồng bộ ha, bộ này hai cái bóng pre này là của Siemens ECC83, có thêm một bóng nữa không biết chức năng gì, nó vẫn là của Siemens, nó là ECC82. Đấy. Thì nó sẽ nằm ở ba vị trí này, 1, 2, 3. Rồi đó là cái phần âm thanh. Còn phần công suất, công suất thì ở đây mình có hai cái bóng Müller. Đây, quý anh chị, quý bạn nhìn rõ ha, Müller ECL86, Müller, bóng Müller. Đây là âm ly đèn SE nên nó chỉ có hai bóng thôi. Thì cái này, cái máy và nguyên cái cụm âm ly này là nó tích hợp ở chung ở bên trong. Thì anh em cũng nhìn rõ sao có những cái máy mà nó giống giống y chang cái này, hoặc là ngay cả chính cái model này luôn cũng y chang như thế này mà giá lại rẻ hơn, hay đại khái là nó khác về nhau về giá. Ok, thì chất lượng của một con máy nó không phải quyết định bởi là cái tên không, mà nó còn là linh kiện và thiết bị bên trong. Ví dụ như những cái bóng này mà nó xài cái bóng anh em mà em nói thẳng luôn, ví dụ về mà mình có bóng CG hay bóng nào kém chất lượng hơn mình bán để cho bỏ ra mình thay cho giá thấp, hoặc là những cái bóng mà nó cũng kém kém chút rồi á, để thay vào để bán cho nó đỡ phần giá cho người mua hơn ấy, thì sau này ai chơi thì tự nâng cấp ấy, thì câu chuyện nó khác. Còn ở đây mình để nguyên cái bóng, toàn những bóng ngon, bóng cao cấp không thế này. Không phải là cao cấp lắm, nhưng mà đối với những này là cao cấp lắm rồi. Và mình chơi là cối tự hành mà chơi bóng âm ly đèn SE-L86 đây. Hai bóng Müller. Ba bóng của Siemens đó là 12AX7 và 12AU7. 82 không có AU hay gì. Đấy. Còn các cái linh kiện bên trong thì đã được kiểm tra, cái nào cái tụ nào nó kém chất lượng là mình thay hết rồi. Đấy. Quay cho mọi người xem, dây cu ro cũng thay. Đấy. Quá xa đã luôn ha. Rồi dưới nè, trong nè, các cái tụ nè, em khá nhiều. Rồi để ráp lại nha, giới thiệu như thế là đủ rồi, để mình chụp vài tấm hình. Rồi xin chào cả nhà, tiếp theo là video hướng dẫn vận hành cũng như giới thiệu sơ về chất âm của con máy Tanbet của Na Uy, và model là model 74, chạy được băng 4 trắc, nghĩa là một băng mình chạy hai mặt ha. Đây. Thì đây là nút power on, counter và cái hệ điều khiển, giống như là lên đây thì mình thả cho nó tự do này. Gạt qua trái nó tua trái, gạt qua phải nó tua phải, và mình kéo xuống đây thì nó play. Play thì chiều mặc định của nó là từ trái qua phải. Ở đây nó có âm ly bên trong và có luôn cái lo bên trong, cho nên mình có thể mình chọn chế độ cắn luôn cả lo ngoài nếu mà thích. Thì đây nó có chế độ là xài lo ngoài thôi.
hoặc là cả loa trong cộng loa ngoài, hoặc là cả chỉ có loa trong thôi, hoặc là kênh 1 loa trong, kênh 2 loa trong. Đó. Tùy, ở đây mình do mình có cái selector này, mình có thể mình gạt thoải mái ha. Đấy, thì mình đi tự hành thì mình chỉ xài là loa trong thôi. Đó, internal. Rồi, ở đây mình có cái nút gạt qua. Thì để bên đây á, là ghi băng. Còn phía này là chọn chế độ là làm âm ly với lại loa. Cho nên ví dụ mình có cái điện thoại, mình gắn cái jack xong mình chuyển nó ra là hai cái jack âm thanh left right thì gắn vào phía sau thì gạt qua bên này. Thì mình sẽ dùng được cái chế độ là cái âm ly và loa. Dùng cái này để làm âm ly và loa. Còn khi mà mình playback của máy này giống như mình chạy bên cối á, chuyển nó vô giữa. Còn khi mình ghi chuyển qua đây thì cái hai cái đèn này nó sẽ sáng giống như là hai cái đèn vuông vậy đó, nó báo cường độ âm thanh ấy. Đó. Báo tín hiệu âm thanh ấy. Thì trong khi play thì mình sẽ dùng được cái nút stop này, còn nếu không có play thì nó không có tác dụng. Đấy, khi kéo này play xuống thì sẽ dùng được nút stop này. Này thì mình bỏ micro vào micro 1, micro 2 để ghi âm thôi. Ở đây thì nó là cái volume. Volume thì kênh trái kênh phải thì nó có hai tầng, thì tùy theo mình chỉnh cái mức độ âm thanh của từng kênh. Đây có tăng thêm bass hoặc là chế độ bình thường. Tăng thêm bass. Rồi. Cái này thì điện nó là 60 switch cho nên về Việt Nam đã được chuyển sang cái 50 switch rồi. 50 switch thì mình chuyển thì chỉ có chuyển cho tốc thông dụng là 71/2 thôi. Cho nên là anh em mà chơi băng 71/2 thì dùng cái này không vấn đề gì cả. Tốc 7.5 á. Rồi, cái này nó đường băng nó đi ngang qua đây và nó đi vô cái lưỡi gà ở đây. Khi nào mà lưỡi gà ở đây nó có băng, nó báo băng thì nghĩa là máy nó mới chạy nha, giống như đóng relay vậy đó. Tua nè. Tua lại nè. Đấy, rồi, play nha. Video nó dài, xin phép tạm dừng ở đây nha. Xin cảm ơn.